Chuẩn bị xem tranh của anh này. Không có. Không có. Có. Có đúng cái không? Cái này có kẹo. Anh chắc chắn nha. Chắc chắn. Nhớ kỹ này. Đấy, bây giờ đoán đi. Ôi trời ơi, đơn giản như thế này thì làm sao mà không đoán được đúng không các bạn? Cái này chứ còn cái nào nữa? Rõ ràng vừa cái này mà các bạn nhỉ? Đấy. Tưởng dễ lắm mà. Làm lại lần nữa anh xem nào. Làm lại lần cuối cùng này. Lần này nếu mà anh mà trả lời đúng này em sẽ có thưởng. Còn được. Nếu mà không trả lời đúng là em sẽ búng 5 cái búng tay cho anh. Được, nếu mà anh chọn đúng em cũng mất 5 cái búng tay. Ok. Được rồi. Rồi. Nào. Không có. Không có đúng không? Không có. Cái này có. Chắc chắn luôn. Có nha, nhìn này. Ê. Ê. Rồi đấy. Cái này chứ còn cái nào nữa? Thì anh cứ làm đi. Anh chọn cái này. À, búng tay, búng tay, búng tay. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rõ ràng cái này vừa kêu mà các bạn nhỉ? Không có cái không gì. Không có. Cái này không có. Không có. Cái này cũng không có. Cái kẹo ở đâu hả Sam? Cái gì vừa kêu ấy? Kẹo ở đây. Đưa anh à? Đang thử nghiệm cái bẫy hổ, tự nhiên anh chạy vào đây làm gì? Làm hỏng hết cái bẫy của em rồi. Ở bên kia thì bị Hà Sam trôn, sang bên này thì dính vào cái bẫy hổ của em. Cái gì phải đem đi nhỉ? Cái gì? Anh có đỏ mà cũng bị Hà Sam trôn á? Anh có muốn phục thù không? Tất nhiên là có rồi, em có cách gì à? Có chứ, bây giờ em với anh rủ Hà Sam đi thi tô màu tranh đi. Ai mà thua sẽ bị 100 cái búng tay. Thế nếu mà anh thua thì làm sao? Thua làm sao được, bây giờ có 3 người thi mà em đứng về phía anh rồi. Thì sợ gì, anh thắng chắc rồi, đi thôi. Gấu đỏ đã chuẩn bị rất nhiều tranh ở đây. Bây giờ chúng mình sẽ bốc. Ai trúng tranh nào thì sẽ tô màu tranh đó các bạn nhá. Tranh này còn tô dễ không anh ơi? Dễ lắm, em chọn trước đi. Đây em chọn cái này đi anh ạ. Chọn luôn cái này à? Em chọn cái này anh ạ. Còn anh sẽ chọn cái này đi. Được. Bóc ra để xem Hà Sam trúng tranh gì đấy các bạn ơi. Chu ca, nhưng mà ngược rồi. Chu ca, wow, em bốc lên chu ca. Wow, cái tranh rất là to luôn. Con của co Nobita. Đầu anh. Doraemon đang đánh đầu bóng à? Đang tham gia World Cup. Vẽ thì cần có gì hả các bạn? Màu chứ còn gì nữa? Ở đây mình chuẩn bị rất nhiều màu rồi đây. Màu da này, màu nước này. Ui, nhiều màu với nhiều cọ như này là đủ rồi đấy anh có đỡ ơi. Ui, nhìn đây. Ui, cẩn thận. Nhiều thế. Tha hồ tô màu luôn. Cái gì đây? Ai nhét cái gì vào đây đây? Đây là cái con bút chì hình con chó các bạn ạ. À. Chắc bấm cho chúng mình thi vẽ cho mình để cái con bút chì vào đây mà. Cục tái nó vẹo ai rồi. Tranh đã sẵn sàng rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng mình sẽ có 15 phút để tô màu. Ai mà tô màu đẹp nhất sẽ là người giành chiến thắng. Và người giành chiến thắng thì sẽ được 100 cái búng tay. Nào các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu. Bài của mình Doraemon rất là dễ luôn các bạn ơi. Thế nên mình chấp Hà Sam với lại cỏ tô trước 2 phút. Ôi ôi, suka của em thì chắc chắn là màu hồng ấy. Thì là em chỉ có tô màu hồng thôi anh ạ. Tô xuyên suốt màu hồng luôn. Cái áo màu hồng, cái váy phải màu khác chứ. Vâng. Con màu hồng. Rồi xem cỏ cũng đang tô áo đầu tiên này các bạn ơi. Áo màu vàng nhá. Tô một cái màu, cái bức tranh to như thế này là mất rất nhiều thời gian đấy. Nên các em cần phải tô nhanh lên. Nobita mặc áo màu vàng, quần màu đỏ à? Phải không có? Quần màu hồng cho nó nam tính anh ạ. À. Thôi mình cũng phải về tô cái tranh của mình thôi, không hết thời gian đấy các bạn ơi. Thiên tài vẽ như mình, bức tranh này chắc chỉ mất 5 phút thôi các bạn ạ. Còn 10 phút nữa, mình ngồi chơi xơi nước. Các bạn ơi,
Một người họa sĩ thiên tài thực sự là người ta phải có tính khiêm tốn, không được như cò các bạn nhé. Đấy, đến lúc ấy mà mình giành giải nhất thì lúc đấy mọi người mới gọi là bật ngửa ra, bất ngờ các bạn ạ. Thế giới đã sinh ra họa sĩ thiên tài Van Gogh, lại còn sinh ra gấu đỏ các bạn ạ. Mình cũng là một họa sĩ có 102 trên thế giới. Thôi, anh gấu đỏ ơi, anh đừng có mà bốc phét nữa đi. Bây giờ ấy, gần muộn đến nơi rồi đấy, có 7 phút nữa thôi. Em cứ nhìn những cái đường nét uyển chuyển ở trên này của anh thì em cũng biết tầm đẳng cấp của anh như nào rồi, Hà Sam với lại cỏ ạ. Ơ, sao ở đây lại có cỏ các bạn nhỉ? Ai, chân đầu lại còn cả mọc cả hoa nữa này. Sao chân đầu Nobita gì mà toàn hoa mới cỏ hay là sao nhỉ? Ôi giời ơi, hoa cỏ hoa lá gì? Đây là cái trong trong tre. Trong trong Nobita làm gì có trong trong. Ồ, thế Nobita không biết đường là mượn Doraemon à? Mượn Doraemon. Anh có đỏ. Em thấy con Doraemon này nó buồn lắm anh ơi. Ai chà chà, Hà Tam ơi, em vẽ cái mồm màu nhìn đẹp hẳn đấy nhở. À, Doraemon của mình như kiểu đang cười rồi các bạn ơi. Đúng rồi, đang đánh đầu bóng đứa kia là phải cười tươi vui thế này chứ. Cảm ơn em nhá, lát nếu mà anh thắng ấy, anh chỉ búng em 98 cái thôi. Tô màu thì phải tỉ mỉ, không để lem một tí nào ra ngoài các bạn ạ. Đúng không Hà Sam? Đúng rồi. Chết rồi. Ôi, Hà Sam, cậu vẽ cái gì mà nhìn như mấy con giun ở trên đầu này? Giun đâu mà giun, đây là mấy sợi tóc nó lơ phơ. Có nghĩa là hôm nay là Suka là mới tắm xong là chưa chải đầu, nên tóc nó vẫn còn hơi rũ rượi. Các bạn ơi, lần đầu tiên thấy tô màu xấu như thế này các bạn ạ. Nhìn tóc này. Có cần anh quẹt thêm cả màu xanh vào cho thành tóc vảy lai, vừa đen vừa xanh không? Không, vảy lai, vảy màu bạc anh ạ. Và tất cả bài thi đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ nhận xét từng bài và chấm điểm các bạn nhá. Bài đầu tiên là của Hà Sam. Các bạn ơi chú ý đi ạ, một siêu phẩm để đây. 1, 2, 3. Wow, ngược. Đây, siêu phẩm của mình đây, Suka Super Glow. Bài này chưa nhìn đã biết lỗi ở đâu rồi Hà Sam ạ. Lỗi ở đâu? Chưa già mà đã nhăn mặt rồi này. Sao lại có cả vết nhăn như này Hà Sam? Đây là nhăn hết mặt rồi. Không phải, đây là kiểu như là gập giấy các bạn ạ. Gập giấy nó không kia nên là nó bị nhăn. Thế là cũng là một lỗi rồi đúng không các bạn ơi? Đây còn anh gấu đỏ nhìn này, tóc còn có những cái đốm bạc này đấy. Chứng tỏ già rồi. Tô còn nhẹ mới lại, đây là tô màu chưa kỹ Hà Sam nhá. Trừ điểm. À, mà cái mồm này sao lại nửa màu đỏ, nửa màu cam thế này? Suka là vừa uống xong chai sờ tinh các bạn ạ, nên là môi nó mới đỏ, mồm nó mới đỏ. Còn xuống đến cái cổ này đẹp này, cái áo này cũng hoàn hảo này, cái váy này cũng tuyệt vời. Ui ôi, cái váy này Hà Sam sáng tạo đấy. Nhìn thế này cứ như là một cái đồng cỏ trong có những bông hoa đỏ đỏ ở đây đúng không? Đúng rồi, em yêu thiên nhiên nên là em muốn Suka của em là cũng hòa nhập với thiên nhiên các bạn ạ. Tiếp theo là xuống đến phần chân. À, cái tất này là hợp với lại cái váy với lại cái cổ áo. Đúng rồi. Cái giày này khá là đẹp. Nếu mà cho em đi làm nhà thiết kế thời trang, anh nghĩ là quá là okay. Nhưng mà tuy nhiên cái bài này không được điểm tuyệt đối. Tại vì một số chỗ là chưa tô hết, ví dụ như tay mặt với lại tay này. Em phải tô màu da vào cho đẹp chứ. Với lại cái tóc này nó hơi bị lem. Anh chấm cho bài này 8 điểm thôi. Cò chấm bao nhiêu điểm? 8 điểm anh ạ. 8 điểm thôi, 16 điểm nhá. Bây giờ sang bài của cò đi. Còn đây là bài của mình. Ta-da! Các bạn ơi, đây là tác phẩm Nobita mang rất nhiều màu sắc lạ các bạn ạ, của cô. Rồi, cô ơi. Cái loại màu sắc Nobita là bình thường tóc màu đen, mà lần đầu tiên trong cái phiên bản này mình thấy tóc Nobita màu đỏ các bạn ạ. Nobita mới đi nhuộm tóc. Nobita này là hơi bị ăn chơi đấy. Đã hỏng rốt rồi lại còn đòi đua đòi các bạn ơi. Và trong cái đấy, da bị làm sao đây anh ơi? Da người ta là da vàng hoặc là da nâu hoặc là da hồng. Mình đây là da này là da cam. Đột biến gen. Nobita đột biến gen. Đã đột
biến gen rồi lại còn thích ăn mặc giống như là tắc kè nữa cơ. Đây này, áo là cổ thì màu xanh này, áo màu vàng này, quần màu xanh này, tóc thì còn màu nâu này. Đấy, Nobita này. Này màu xanh. Chứng tỏ đây là rất rực rỡ luôn. Đủ các màu sắc. Rất rực rỡ, kinh quá. Nếu mà nhìn từ xa này anh tưởng là con kiến đang bay cơ. Nhìn như con kiến đấy các bạn. Con kiến vàng đấy nha. Lưỡi này là đang bị ngộ độc với lưỡi màu hồng các bạn ơi. Lưỡi này cũng mới uống sữa tinh trong. Nhưng mà tại sao nhá, mặt ở đây màu cam ấy, tự dưng hai cái mắt này nó trắng dã lại. Đúng rồi, lẽ ra chỗ này cũng phải là màu trắng nữa. À mắt, không, mắt màu cam. Ôi, vậy là em nghĩ rồi anh ạ, thôi chấm trước bạn mình mà. Thôi, 5 điểm. Anh chấm cho cò 7 điểm. Không, tại vì nhìn tổng thể thì cũng vẫn đẹp. Em đứng hẳn ra, đứng trên trận đó, nhìn tổng thể vẫn đẹp. Chấm trước cho 7 điểm không nhẽ bài này nếu mà bình thường anh chỉ chấm 6 điểm thôi. Thôi được rồi, ta chấm bài của anh đi. Doraemon, Doraemon, Doraemon. Wow. Ôi ôi, anh có đỏ. Anh tô 7 sắc cầu vồng cho quả bóng này à? Đúng rồi, không anh tô thì ai tô nữa, đẹp không? Đẹp quá, đẹp luôn đấy. Rồi, ấn tượng nhờ. Nhìn cái quả bóng này đúng là sáng sủa cả cái khuôn mặt Doraemon. Từ trên xuống dưới bài của anh chỗ nào cũng đẹp hết. Ở đây có chỗ này không đẹp anh ơi. Wow. Đây này, nhìn cái mồm này. Ôi nhìn như cái vầng trăng ấy mà lại xong rồi tô lại lem luốc này. Mày lệch rồi, đấy, xấu xấu xấu. Đấy, nhưng cái mồm này đâu phải anh vẽ đâu, chính là Hà Sam vẽ đấy. Hà Sam nhìn mồm. Đây là đang múc bóng cái này thì mồm nó hiểu cảm đúng không? Mồm này là vừa mới bị quả bóng văng vào mồm đây. Đây xuống dưới này. Ôi, cái này là cái gì đây anh Gấu Đỏ ơi? Cái cốc à? Ổ khóa. Ôi, không phải, tay cầm cái cốc cái sau này. Cái này là ổ khóa, còn cái cốc đây. Đây là cái cốc. Đây là cái bọn em tưởng tượng là đây là cái cánh tay, còn đây là cái chữ D, đây là cái áo thương hiệu D thôi. À, đúng không? D tức là đần. D tức là Doraemon, có nghĩa là áo này áo Doraemon, nhưng mà đây là chữ viết tắt. Cái à, em... thế à? Đây chỗ đúc đồng xu à? Đấy, còn đây, còn đây là quần này, màu xanh này, giày màu trắng này, tay màu trắng, mặt màu trắng, quá đẹp luôn. Ủa, anh ơi. Quần tụt này anh ơi. Doraemon béo quá mà cái áo này hơi chật nên là hơi bị hở rốn một tí, hở rốn một tí thôi. Thôi, bài của anh Gấu Đỏ này thì tương đối đẹp, em chấm trước thôi, 7 điểm. 7 điểm thôi, có chấm cho anh mấy điểm? Em chấm cho bài này 8 điểm. À, 7 cộng 8, 15. Vẫn của 8. Các bạn ơi, vậy là kết thúc cuộc thi tô màu tranh siêu to khổng lồ Doraemon, Suka và Nobita rồi các bạn. Thì các bạn thấy bức tranh nào đẹp nhất hả các bạn ơi? Bức tranh nào đẹp nhất thì các bạn nhớ bình luận cho chúng mình biết với nhá. Tại vì chúng mình tự chấm điểm cho nhau nên không được công bằng lắm. Các bạn nhớ chấm điểm cho chúng mình ấy. Đúng rồi, các bạn ấy nhớ chấm điểm bằng cách bình luận xuống bên dưới nhá. Còn bây giờ video của chúng mình đã hết rồi.